tay đua chủ lực của mình. Peter Rikunov đang tìm kiếm một vị trí, anh đi sát với tay đua Martinez của số 20 Châu Thế Vĩnh Long. Tông của Dược Domesco Đồng Tháp chỉ còn mỗi Luis Dedriac đưa cho Trần Tuấn Kiệt tràn lên phía trên thôi. Lúc này thì Trần Tuấn Kiệt đang là tay đua có được vị trí thuận lợi hơn, nhưng khoảng cách còn 1 km nữa không phải là một đoạn rút phù hợp với hơi rút ngắn. Màu trắng, màn nước rút lại diễn ra. Peter Rikunov tấp ra hẳn bên phía bên hành lang cánh trái. Cùng chờ xem, Martin Lass đang cố gắng. Martin Lass là người đã về đến đầu tiên ở trong trận đua ngày hôm nay. Anh đã bỏ lại cả Peter Rikunov ở bên cánh trái, còn ở bên cánh phải là Nguyễn Văn Bình. Ở sau lưng Peter Rikunov là Lê Nguyệt Minh. Như vậy thấy các tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã bắt đầu tràn lên. Tình thế này, tông của 620 Châu Thế Vĩnh Long đã bị phá vỡ và bây giờ Roman Maikin đang dẫn cho Peter Rikunov. Martin Lass đang cố gắng tăng tốc và dường như Martin Lass đang vượt qua cả Peter Rikunov rồi. Martin Lass! Cú đẩy xe của Martin Lass và... một tình huống có vẻ như là hết hơi của Martin Lass, và như vậy là Peter Rikunov là người đã giành chiến thắng. Có vẻ là tay đua minh thiện của 620 Châu Thế Vĩnh Long, ngay phía sau đó là Mikkel Rehn và Martin Lass. Tay đua Lê Nguyệt Minh đang có một vị trí rất là đẹp khi về đích. Cùng chờ xem màn cạnh tranh đích đến ở khu vực Vũ Văn Lâu, tốc độ được đẩy lên cao. Lúc này là Mikkel Rehn, nhưng phía bên kia Đồng Đáp đã quay trở lại. Đồng Đáp đang mở tốc độ và bên phía tay trái là các tay đua của ekip An Giang. Cùng chờ xem Đồng Tháp tấn công, đó là cơ hội để cho họ tìm kiếm chiến thắng chặng thứ hai trong chặng đua ngày hôm nay. Màn nước rút đã mở ra cho các tay đua. Martin Lass đang có vị trí, anh là người ra xe đầu tiên. Cùng chờ xem, có vẻ là Martin Lass họ đang cố gắng đi với những cuộc chân tốc độ cuối cùng của mình. Trần Tuấn Kiệt cũng đã có cơ hội bước lên, và bên kia là một tay đua, đó là Martin Lass đã có chiến thắng thứ ba của mình ở trong chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ được xem lại và quay chậm từ góc quay này để biết rõ ràng chiến thắng thuộc về Martin Lass là điều không thể phủ nhận. Peter Rikunov từ phía sau và đã đăng người để vượt qua tất cả, vượt qua Lê Nguyệt Minh. Lê Nguyệt Minh đã có phần, có lẽ là Lê Nguyệt Minh. Võ Thanh An và ngay sau anh là Đặng Văn Bảo Anh. Và Trần Khánh Duy là người cuối cùng trong số các tay đua Việt Nam bên phía 620 Châu Thế Vĩnh Long để nhường lại đoạn làm tốc độ lớn của Mikkel Rehn, tạo điều kiện cho Martin Lass tung nước rút. Sau khi mày và ngay sau đó là Martin Lass, người cũng đã chủ động chen lên phía trên. Một màn cạnh tranh nước rút cực kỳ hấp dẫn. Martin Lass, Peter Rikunov, Martin Lass là người đã về đích đầu tiên ở trong trận đua ngày hôm nay. Hãy theo dõi là đoạn nước rút cuối cùng này. Martin Lass vượt lên từ phía bên tay trái. Lê Nguyệt Minh đã bị tuột sân, tuột lại. Timofey và Nốp cũng lao lên rất mạnh mẽ ở trong đoạn nước rút này. Và sau lưng anh đó là Nguyễn Văn Bình. Kovalov đang làm tốc độ lớn và Peter Rikunov đã tung nước rút ở khoảng 300m. Tầm rút dài hơi của Peter Rikunov và bám phía sau là Ivanov Timofey. Rất khó cho Ivanov Timofey. Đó là Peter Rikunov. Sức bật quá mạnh mẽ. Không có cơ hội nào cho Igor Kovalov và Ivanov Timofey. Nền tảng thể lực của Peter Rikunov được bảo toàn quá tốt ở trong trận đua này. Đình Khôi, trưởng ban điều hành, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua sẽ lên sân khấu mặc áo vàng cho tay đua Peter Rikunov.